Sự ra đi của nghệ sĩ đàn guitar Thanh Điền vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2023 tại Cần Thơ khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng tiếc thương. Nghệ sĩ Thanh Điền tên thật là Lê Thanh Điền, ông sinh ngày 4 tháng 5 năm 1967. Thanh Điền được công chúng biết đến thông qua các video ông đệm đàn cho một số ca sĩ hát, biểu diễn. Ông còn có thể vừa đệm cổ nhạc bằng guitar vừa hát cải lương. Từ thuở nhỏ, nghệ sĩ Thanh Điền không được chọn làm điều mình thích vì khiếm khuyết bẩm sinh, thế nên khi được ba má cho làm quen với guitar đã là điều may mắn đối với ông. Lúc đầu, nghệ sĩ Thanh Điền không đánh đàn mua vui mà để quên nỗi buồn mà vì đường cùng, bởi ngoài tài năng thiên bẩm với guitar ông không làm được gì khác. Biết chơi guitar từ khi mới lên 6 tuổi nhưng theo nghệ sĩ Thanh Điền, phải mất 15 năm mới có thể thành thạo đàn như bây giờ. Người bình thường học đã khó, người khiếm thị như anh lại càng trông gai. Dù thiếu may mắn nhưng nghệ sĩ Thanh Điền chưa một lần oán trách cuộc đời mà thay vào đó, cao thủ guitar lại chọn cho mình lối sống lạc quan, hài lòng với cuộc sống. Anh chia sẻ, ông trời lấy của tôi đôi mắt, lại cho tôi đôi tai thật là thính để chơi nhạc. Tiếng đàn cứ vậy theo nghệ sĩ gần cả đời người, giúp người nghệ sĩ ẩn danh có thêm niềm vui và mưu sinh bằng cách đi đánh đàn trong các lễ tiệc, đám cưới. Với những người yêu mến Thanh Điền chắc hẳn không thể quên dáng ông ngồi vắt một chân hoặc hai chân trên ghế ngay cả khi giao lưu hay biểu diễn. Thanh Điền luôn tự nhận mình ít học nên giao tiếp, hành xử có thể khiến người khác phật lòng hoặc nói điều gì không hay. Tuy nhiên, khán giả nhìn thấy ông sự chất phác, thật thà và niềm đam mê bất tận với âm nhạc thông qua cây đàn guitar. Cho đến cuối đời, nghệ sĩ Thanh Điền vẫn ở nhà họ hàng, ông cũng không lập gia đình vì sợ làm khổ người khác. Ông quan niệm phụ nữ lấy chồng để được chăm sóc, còn hoàn cảnh của ông khiến họ thêm nặng gánh. Cũng bởi vậy, nghệ sĩ dồn hết đam mê cho âm nhạc. Nghệ sĩ Thanh Điền qua đời ở tuổi 57, sau một hành trình dài dành hết đam mê cho âm nhạc. Dù đã đi xa nhưng tiếng đàn kỳ tài của người nghệ sĩ này vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ yêu thương.